Ngày 10 tháng 8, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa phối hợp với Công an xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy, phát hiện bắt quả tang 14 đối tượng đang khai thác vàng trái phép trong vườn nhà dân tại đồi Luồng thuộc thôn Thành Công. Khu vực khai thác vàng trái phép thuộc khu đất hơn 4 hectare của gia đình ông Nguyễn Mạnh Hùng, thôn Thành Công. Trước đây khu đất này trồng cây lâu năm, nhưng sau được ông Hùng cho thuê lại để làm vườn ươm cây gió. Sau khi cho thuê, khu đất của ông Hùng bất ngờ được xây kín lại bằng gạch, dựng tôn. Bên ngoài không thể quan sát được bên trong. Kiểm tra hiện trường, công an phát hiện 14 đối tượng khai thác vàng trái phép, đều đến từ tỉnh ngoài như Lai Châu, Yên Bái.